hai điểm tài kia. Rực rỡ chưa? Một quả này thì đi cầu 1-1 nhá. Đi cầu xỉu này. Mình thấy con Kwin game bài đội thường nạp thường quá uy tín luôn anh em. Anh em nào mà muốn tải game thì link tải với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận anh em. Được không? Quả này mà không xỉu thì quả nào nữa. Đi cầu 1-1 đẹp thế cơ mà. Thế tải đánh quá trời lần kìa anh em. Tải 34 người chơi lần ạ. Vãi nhỉ. Lại tải tiếp này. Đi cầu 1-1 tiếp nhá. Này đang bắt cầu 1-1 mà anh em. Này dễ về tài lắm này. Này mà không về tài mình mới chờ nó luôn đấy. Lên không. Rồi quá ngon tài. 208 kìa. Rực rỡ chưa. Ông cầu là nó phải về thế đấy anh em ạ. 1-1 tiếp này. Xỉu tiếp nhá. Quả này mà không về xỉu nữa thì tính về tài sao. Xỉu không. Lên nào. Đấy. 5 điểm xỉu kìa. Vãi chưa. Cầu về rất đẹp luôn anh em ạ. Chắc mình ra vào lại nhá. Quất 4 tài thắng thế là quá rực rỡ rồi. Vào lại chơi cho nó rực rỡ nào. Lúc nãy là vào tài, bây giờ vào xỉu nhá. Bắt tài xỉu cho nó đều anh em ạ. Vãi nhà tài đánh nhiều thế nhá. Tài đánh quá trời luôn anh em ạ. Rồi. Ngọt chưa? 10 điểm tài, 10 điểm xỉu kìa. Cầu về rực rỡ thế nhỉ. Này lại tài tiếp này. Đi cầu 1-1 tiếp này anh em. Mình thấy con Kwin càng ngày kiếm tiền càng dễ anh em. Hãy vào đấy mà non ngày vài trăm một cụ là mình thấy quá bình thường. Tài tiếp này. Mà xỉu khi nào cũng đánh nhiều nhỉ. Đấy, 12 điểm tài kìa. Rực rỡ chưa, uy tín chưa. Bắt cầu như thế đã chuẩn cho anh em. Xỉu tiếp này. Đi cầu 1-1 tiếp này anh em. Có khi nào nó về đúng kịch bản bản trước không anh em. Nó mà về đúng kịch bản bản trước lại ấm. Hy vọng là quả này sẽ đúng kịch bản này. Mình chơi nhẹ nhàng thôi nha. Không dám chơi tất anh em. Đấy, 5 điểm xỉu tiếp kìa. Đá thế nhỉ. Ông thời đến cạn không nổi luôn anh em ạ. 1-2-3 lại tài nữa này. Đúng chắc nó về giống kịch bản trước luôn hay sao anh em. Lúc trước cũng về cầu 1-1. Bàn trước thì về tài trước, bàn này về xỉu anh em ạ. Quả này lại kết thúc với quả tài này. Lên tài đấy. Phải chứ kia 13 điểm tài kìa. Rực rỡ thế nhỉ. Thời đến là càn không nổi luôn anh em. 1-2-3-4 lại ra vào lại nhá. Quất 4 tài thắng thế là đủ rồi anh em. Ra vào lại chơi tiếp thôi. Bàn này mà về cầu 1-1 nữa là mình à nó luôn anh em ạ. Xỉu tiếp này. Chơi hai bàn, một bàn, hai bàn lên 8 củ. Rực rỡ thế nhỉ. Lại xỉu tiếp này. Còn 3 nữa kìa. Bãi mất gần 4 củ. Cay vãi thật. À nó kìa. Xỉu đây. Quả này mình bắt cầu 1-1 tiếp này nha. Mình đi đúng kịch bản hai bàn trước luôn. Còn bà nó chơi tất tay luôn nha. Chào anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúc anh em cuối tuần may mắn thắng lớn với cả Win68 nha anh em. Đấy, 5 điểm xỉu kìa. Mà chạy đường nào. Còn bà nó đường nào nó lại về giống kịch bản hai bàn trước nữa không anh em. Lại tái tiếp này. Mà nó về mà giống kịch bản hai bàn trước nữa thì hết nói luôn anh em ạ. Ok, này là hôm nay là có trời phù rồi. Trời phù hộ rồi anh em ạ. Lại tài tiếp này. À đủ. 11 điểm tài kia. Hách mẹ nó rồi anh em ơi. Vào tài xỉu mới vào 5 phút đớp 15 củ kìa. 1-2-3-4. Lại xỉu tiếp này. Để xỉu tiếp nhanh nhá. Anh em nào mà chưa tải game thì link tài với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận anh em. Nó về đúng một kịch bản luôn anh em ạ. Còn bá nó ngon thế nhỉ. À
đủ 3 củ. Mà nó trả về còn có 3 củ cay thế nhỉ? Nó mà không trả về lại ấm rồi anh em ạ. Hãy qua này mình để cho nó chơi xong rồi mình cân bảng anh em ạ. Nó chơi chiều thì mình sẽ chơi tài nhá. Đấy, chiều đánh quá trời thì mình bắt tài nhá, đi cầu 1-1 tiếp nhá. Chắc quất tài này nữa rồi mình chuồn anh em ạ. Cân bảng luôn anh em ơi. Quất tài này nữa nhìn nhá. Còn bán nó được có 12 củ kìa. Đen thế nhỉ. Cũng ngọt ngào rồi anh em ạ. Bắt cầu quá chuẩn. Và vốn 73 cá chốt lãi gần 30 củ. Rực rỡ thật đấy. Đúng vào cá quyền kiếm tiền không hề khó anh em ạ. Thôi chắc mình nghỉ nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. Chào anh em.